Ở khi nói đến những cái nguyên nhân mà gây cái tình trạng thấp chiều cao ở trẻ thì chắc có lẽ là tôi nghĩ hầu hết người dân Việt Nam của chúng ta thì đều có một cái nghĩ đầu tiên đó là do giống nòi, tức là chúng ta cứ nghĩ. À, là tại vì tôi đã rất là nhiều năm làm ở cái công tác khám tư vấn ở viện dinh dưỡng quốc gia rồi thì rất nhiều các cháu đến khám thì khi nói mà chiều cao của cháu thấp một cái thì là được ông bố hoặc bà mẹ nói luôn là bố cháu thấp hay ông bà nội hay bà cháu thấp có nghĩa là chúng ta đổi ngay cho là đây là yếu tố di truyền đấy thế thì phải nói là đầu tiên chúng ta nghĩ thì cái yếu tố đầu tiên thì không thể phủ nhận được đúng là do yếu tố di truyền thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết một điều là sở dĩ ông bà cha mẹ của chúng ta ngày xưa thấp nhỏ là vì yếu tố dinh dưỡng Đấy, tại yếu tố dinh dưỡng bởi vì là rất nhiều công trình nghiên cứu người ta đã thấy rằng là ngay cả trẻ em việt nam bây giờ thôi đã nghiên cứu thì nếu như mà cùng được sinh ra ở trong cùng một gia đình như vậy thế nhưng mà ở cái điều kiện nuôi dưỡng khác nhau thì cái chiều cao nó khác hẳn nhau đấy ví dụ như là người ta đã có những cái cầu nhìn hình nghiên cứu cùng là trẻ sinh ra trong cùng một lứa tuổi à, cùng một cái sinh ra thế có cân nặng sơ sinh cũng như vậy thế nhưng mà được sống ở các cái nước đã phát triển ví dụ nước pháp một cái công trình nghiên cứu của viện dinh dưỡng của chúng tôi đã tiến hành thì ở đến năm 18 tuổi thì những cái cháu thanh niên mà cũng sinh ra cùng một tuổi như thế nhưng mà sống ở nước pháp thì có chiều cao ngang bằng với cả thanh niên pháp trong khi đấy sống ở việt nam thì lại rõ ràng là chiều cao lại thấp hơn rất là nhiều hay là chúng ta chỉ cần lấy một cái so sánh rất là đơn giản là chúng ta so sánh giữa trẻ em nông thôn và trẻ em thành phố thế thì ví dụ như là cùng có nguồn gốc ông bà cha mẹ là ở nông thôn thế nhưng mà bố mẹ những cháu nào mà thoát ly được ra thành phố sống ở ngoài thành phố thì rõ ràng là khi chúng ta về quê thì chúng ta thấy con của các cái bạn mà sống ở thành phố thì cao hơn các anh chị em họ của cháu ở quê đến hàng chục cm ngay bây giờ chúng ta so sánh chúng ta chỉ cần so sánh cùng ở trong việt nam của chúng ta thôi không cần so sánh với nước ngoài thế thì qua cái điều đấy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái chế độ dinh dưỡng chế độ chăm sóc đóng một vai trò quyết định đến cái phát triển chiều cao của cháu.